Tâm ca thấy cái này có ba phần, người tình trên chiến trận chơi thử à. Đứt hơi. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. Làm lại từ đầu. Quân hãy giam cổ tặc xuyên vào buổi tối, thì đảng sáng ngày mai đưa thiên kiều về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. À khắc thiên kiều, nếu em không về, tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh kiếp nhất. Cổ thật xuyên, cổ thật xuyên. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê. Ở lại đây càng thêm khổ, tôi không còn gì bãi rồi, đành chịu bó tay thôi. Người tiễn đưa ta về lại quê trời lên cao. Em hãy mau thu xếp để lên đường, mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quan sang còn xa xăm dịu dời, ngựa trộn chân đang hí rộ bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng mãn lại nơi này, là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp.
gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. À, khách chú xa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu, trong tuổi còn thơ ấu hồn mà nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Điều quan trọng nhưng cứ lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên vào hiểm ra nguy, chưa bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn nắng mây trôi, lòng cũng xót xa buồn, lòng dũng tương chợt nghe mềm yêu. Có phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta như ngưỡng mộ và xem em như kẻ là người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gần gũi tắc gan mà như dạng ly quan sát, tình căm đinh nên tình đành tuyệt vọng. Tiên Kiều ơi, sao chiều nay anh bỗng nhiên lo sợ, như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Một mai giữa xa trường anh gục chân, biết ai là người đắp mộ cho anh? Cat getting too cool? Give him new Temptations dry cat food. You never forget your first Oreo cookie.
thù đã cướp mắt của anh, một đứa em đã cùng chung sống trọn thời thơ ấu. Nó sẽ giết hại đời em và làm em phải khổ. Và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại khờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp học. Suy nghĩ càng cùng tình yêu là cánh bay khôn lường, chỉ trong một phút yêu lòng ta mất đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như nhìn con đò xưa tách rời xa bên cô, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng heo rũ, cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ đến đưa rồi thương nhớ ngậm người, sợ mắt em sợ mắt kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng chung sống bên nhau. Tiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ, em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại, nhưng em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai đời em phải khổ, sẵn lòng chấp nhận cho mình. Tiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh đã cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, bóng đã bay cao nhạt nhòa sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đấy có còn lại gì nữa không, hay sẽ mất đi những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. À Khắc Thiên Kiều, em phải lên đường về Mông Cổ. Không, em không về Mông Cổ, em không về Mông Cổ. Tại sao em không về Mông Cổ? Tại vì thiếu người ta thì làm sao em sống nổi. Mới gặp gỡ mà xa người ta, em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ông đến bây giờ, nếu vắng em rồi
anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Anh yêu em ruột của anh à? À khắc chu sa, anh điên rồi, anh điên rồi, có phải điên không? Phải, anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói tiếng yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em dậm chân lên bồi xó một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn, anh không biết phải làm gì hơn nữa, nên cầu mong cho mình được chết một lần thôi. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà giờ này phải khổ ly gì. Anh nói ra đây cả nỗi lòng thầm kinh, rồi thiên tu anh câm nín nghẹn lời. Không anh Thiên Kiều ơi, mười mấy năm nay anh và cha đã giấu em một sự thật, anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là A Khắc Thiên Kiều. Anh chưa sao thật dễ xuân, em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha cứu em đến sông Hoàng Hà sống dậy, gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết, vì giữa chúng ta đâu cùng thở sơ xanh đã khác biệt thôi. Thưa tiểu thư, nhà ngươi là ai mà tay mang xiềng xích và chiếc nón che phủ cả mặt mày? Thưa tiểu thư, tôi được lệnh đến đây để đưa tiểu thư về mông cổ. Không, ta không về mông cổ, nhà ngươi hãy đi đi. Tôi không dám cãi lệnh của giảng phu trưởng. Nhưng nếu cãi lệnh ta thì nhà ngươi sẽ nhận lấy cực hình. Kìa, cổ thật xuyên, cổ thật xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mã phu trên đoàn quân hậu tống tiểu thư về móng con. Ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng chờ đợi, lính người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiếng đưa. Về mong con đừng nán lại nơi này, chỉ thêm khổ mà thôi. Tôi được lệnh đến đây hầu hạ tiểu thơ, và tôi sẽ cố gắng lo tròn bổn phận. Đến khi nào tiểu thơ về được đến quê hương, tôi mới mong thoát khỏi kiếp tù đài. Rồi mình có còn gặp lại nữa không?
định mệnh đã chia xa đôi ngả đôi đường, gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm khổ. Người để cho em được nhìn khuôn mặt người tình và kể cho nhau nghe những niềm thương nỗi nhớ, để em được chịu chuông nâng niu như nghiêm giờ tình chồng. Nào ngờ buồn bã lắm, phải không em? Dạ, bây giờ tôi đỡ không? Nửa chén máu hòa thuốc hồi nguyên lực, giọng máu của thiên kiều đã luôn lưu trong huyết quản của thạch xuyên. Tình đôi ta rồi cũng đành chia biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai? Cô thật xuyên ơi, nợ con trót dây xin trọn đời cất giữ, dù nắng gió yêu thương hay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn. Sợ rằng ta không trả nổi, rồi nợ nuôi tiếp quan thiên cao vời chất chồng. Bình yên thì nàng về với quê hương, với cát vàng xa mà ta sẽ nhớ mãi một người con gái nhỏ đã nâng trọn tình yêu khi đằng chiến chưa tàn. Đã
Còn nữa hả? Hả này. Tổng kết là 3, 1, 2, 3. Của Kim Son Karaoke cả nhà.